Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 3 tháng 6. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 3 tháng 6 năm 1986 là ngày sinh của Rafael Nadal, vận động viên quần vợt Tây Ban Nha. Anh hiện đang giữ vị trí số 2 thế giới. Nadal được đánh giá là một trong những tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại. Ngày 3 tháng 6 năm 1992 là ngày sinh của Địch Lệ Nhiệt Ba hay Diraba, là một nữ diễn viên kim người mẫu nổi tiếng người Trung Quốc dân tộc Uyghur. Cô là một trong những tiểu hoa đáng 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ngày mất của ai? Ngày 3 tháng 6 năm 1899 là ngày mất của Johann Strauss đệ nhị, nhạc sĩ người Áo. Ông được gọi là vua nhạc Waltz. Tác phẩm nổi tiếng của ông được nhiều người Việt biết đến là bài The Blue Danube, sông Danube xanh. Thế Lữ, nhà thơ người Việt Nam, ông mất vào ngày 3 tháng 6 năm 1989. Ông nổi danh trên văn đàn vào những năm 1930 với những tác phẩm thơ mới, đặc biệt là bài Nhớ rừng. Ngày 3 tháng 6 2016 cũng là ngày mất của Mohammed Ali, vận động viên quyền Anh người Mỹ gốc Phi. Ông có biệt danh là người vĩ đại nhất. Ông là một trong những hình mẫu thể thao của thế kỷ 20 và là một trong những tay đấm boxing vĩ đại nhất. Ông từng 3 lần giành chức vô địch hạng nặng và 1 lần giành huy chương vàng Olympic hạng vừa. Năm 1999, Ali được tạp chí thể thao Sports Illustrated và BBC tôn vinh là vận động viên của thế kỷ. Sự kiện: năm 1888, Vương quốc Sedan được thành lập tại vùng Tây Nguyên thuộc Việt Nam ngày nay với quốc vương là Marie Charles David de Marina người Pháp. Ông đã thám hiểm vùng Tây Nguyên và thuyết phục một số tù trưởng các bộ lạc thành lập Vương quốc Sedan. Marina cùng các bộ lạc tuyên bố họ không phải là thần dân của vua Việt Nam. Ông được bầu bởi thủ lĩnh các bộ lạc Bana, Rengao và Sedan tại làng Konin ngày 3 tháng 6 năm 1988. Marina sau đó tự xưng là Mary đệ nhất, vua xứ Sedan. Ngày 3 tháng 6 năm 1975, loại máy bay phản lực tiêm kích đầu tiên của Nhật Bản là Mitsubishi F-1 có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn like và subscribe nha.